Xin thưa quý cha Nguyễn Sơn, quý vị quan khách và quý tham dự viên trong buổi lễ Paramat Caritas Phú Cường hôm nay. Chúng ta bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng việc chúng ta còn đợi Đức Cha Phêrô đang đến với chúng ta. Chính vì vậy, xin tất cả mọi người chúng ta vui lòng chờ thêm ít phút nữa, Đức Cha đang đến với chúng ta. Xin cảm ơn.